Xin mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Kim Tươi sẽ làm cóc ngâm nha. Cóc đã hái được về rất là nhiều luôn. Trước tiên thì chúng ta đổ vào đây nước nha, nước lạnh nha. Và cho vào đây một chút muối hạt. Hòa tan đây. Chúng ta gọt cóc ngâm qua nước muối. Gọt sạch vỏ xong rồi chúng ta khứa nha, khứa xung quanh như thế này. Đâm vào trong thau nước để khứa dọc như thế này cũng được này. Khi quả cóc gọt sạch vỏ rồi á, chúng ta có thể khứa nó theo được, khứa hình tròn ngang cũng được, tròn dọc cũng được, rồi chúng ta thả vào thau nước muối. Tiếp tục làm cho đến hết luôn. Cóc thì lâu lắm, chắc là trong thời gian đang gọt cóc này, mình phải đi nấu nước để ngâm cóc á. Nhưng mà mình làm nốt cái này để đã. Gọt xong chúng ta lấy cái dao chúng ta khứa như thế này nha, để cho nước đường với muối với ớt nó ngấm vào trong này này. Khi mình ăn nó rất là ngon. Mình sẽ tranh thủ đi nấu nước nhé. Ta đổ vào đây 2 lít nước lọc nha. Múc vào đây một muỗng muối ăn nha, muối hột nha. Đổ vào đây 7 lạng đường cát nha, là 700 g đường cát. Đường cát trắng. Chúng ta hoặc đánh tan đường cát với lại muối hạt. Chúng ta nấu cho tới sôi là được nha. Nước đã sôi nha. Em sẽ nhấc xuống chờ cho nguội nha. Rồi em sẽ ngâm. Đây nha. Cóc em đã gọt sạch rồi nha. Đang ngâm nước muối rồi nè. Nước muối xong bây giờ em sẽ vớt ra rửa cho sạch nha. Rửa lại cho thiệt sạch. Ta mới ngâm được. Ta tiếp tục rửa cho sạch nha, rửa sạch nước muối nha. Đổ nước lọc vào rửa cho sạch. Rửa sạch rồi nha, em để ráo rồi này. Bây giờ bỏ vào trong cái ngâm này, này. Cóc ngâm thì giòn, chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt, cái cay nữa, rất là tuyệt vời. Ta múc nước đường vô, nồi nước đã nấu, đun sôi để nguội rồi nha, nước nguội, múc đầy hũ này, múc đầy nha, nước ngập. Rồi, cóc ngâm vậy là làm xong rồi. Chờ sau 3 ngày là có thể dùng được. Rồi có thể chúng ta nếu mà ăn không hết, chúng ta có thể bỏ vào ngăn mát tủ lạnh để ăn dần á. Đầy như này. Múc thêm nước cho nó đầy ngập đi. Đầy ngập này. Sau 3 ngày chúng ta có cóc ăn. Đó. Phủ cóc ngâm nhìn rất là hấp dẫn luôn nha. Ngon, rất là giòn.